nằm yếu rõ ràng nằm phương, nằm yếu rõ ràng ú phương ba cảnh tình chúa bà bày hoa. Đền thờ chúa ăn thanh cảnh vắng khúc cứu tình, cảnh vất sinh xa đôi bên lòng hồ trầu vào. Gọi phu xe trả cho tiền giấy biết chúa bà, tay lệ miệng kêu chúa thương những kẻ cơ mà. Chúa bà thương những kẻ cơ mà, bằng cho ngân xiến lạ nhiều trong biến về nơi bàn cảnh ở xa muôn nàng tôn nữ dân hoa ai mà bác nhạo chú bà yên. Vì đồng là lễ dân nhang sân lễ tắt bao mười phương độ trì, tay dân nhang mình vẫn từ bi tam tòa tiền bánh trưng tâm cho thanh đồng yên. Bài sai thập nhị tiên năng ăn hồng áo thắm dịu dàng bước ra, tiên côn nàng cả rừng bông rừng hoa, có đôi nhan sắc mà nét ba người nhìn nông dâu áo trắng dày cườm chút đi xào khắp năm thương lại thì gọi phu xe trả cho tiền giấy biết bên chúa bà thay lấy miệng yêu yêu. Chúa thương những kẻ đói nghèo, ban cho ngân xiến lại nhiều hơn xưa, phút chốc biến về nơi bàn cày sai cô nàng tôn nữ dân hòa yêu. Dù ai bác nhạo chúa bà, sai cô thị nữ thu ba hồn về, đêm nằm mơ thấy ma cùng quỳ, bạch chúa phải liệt vị chân tay yêu. Làm cho đêm nặng hơn ngày, xem ra mới biết bệnh năm phương
hướng trời ngào ngạt gió đưa. Dấu thiêng chú ghi để từng ngàn xưa con chiền có bà chú quần thần tin. Có bà chúa quận thần tiên giáng sinh hạ giới phô đền cấm ra năm phương năm miếu rõ ràng. Năm phương năm miếu rõ ràng ngũ phương bàn cảnh mà chúa ba bạch ngôi đền thờ chúa âm thanh với cảnh bằng khúc nghĩa tình cảnh và sinh xa đôi bên trong hồ đua vào đôi bên trong hồ đua vào có cây cổ thụ xanh giữa lúc canh ba giờ thì hiện ra người mỹ nữ cũng non dồ áo trắng dày thường nghề nghề.